Ở trên đời có những vị sa môn bà la môn tuyên thuyết trái ngược nhau, nói rằng có những cái quả báo của các nghiệp thiện ác và có những cái người cho rằng không có quả báo của các nghiệp thiện ác. Thì có những vị sa môn bà la môn có tư tưởng rằng này các gia chủ, có một số sa môn bà la môn có lập thuyết như sau, có quan điểm như sau: tự tay làm hay khiến người làm, chém giết hay khiến người chém giết, đốt nấu hay khiến người đốt nấu, gây phiền muội hay khiến người gây phiền muội, ảo não hay khiến người gây ảo não, tự mình gây ra sợ hãi hoặc khiến người gây ra sợ hãi, sát sinh, lấy của không cho, phá cửa mà vào, cướp bóc, đánh cướp một nhà lẻ loi, chặn đường cướp giật, tư thông vợ người, nói láo, hành động như vậy không có tội ác gì. Nếu lấy một cái bánh xe sắc bén giết hại tất cả chúng sinh trên cõi đất thành một đống thịt, thành một chồng thịt, cũng không vì vậy mà có tội ác, có gây ra sự tiếp tục của tội ác. Nếu có người đi bên này bờ sông Hằng, chém giết, sát hại, tàn sát, khiến người chém giết, đốt nấu, khiến người đốt nấu, cũng không vì vậy mà gây ra tội ác, không có sự tiếp tục của tội ác. Còn nếu như có một người đi ở phía bên kia bờ sông Hằng, bố thí và khuyến khích người bố thí, tế lễ khuyến khích người tế lễ, cũng không vì vậy mà tạo ra phước báo, không vì vậy mà tạo thành sự tiếp tục của phước báo. Đấy là những cái người sống với cái tư tưởng không có đời sau, thì họ cũng sẽ tuyên bố như vậy, không có những cái nghiệp xấu gì của những cái nghiệp thiện ác cả. Người làm những cái việc ác tối thượng ở trên đời cũng chẳng có để lại một cái quả báo gì hết. Và những cái người làm những cái thiện nghiệp tối thượng ở trên đời, hai hạng người đấy chết như nhau hết, không có gì hết. Và sẽ có những cái quan điểm, có một số người có quan điểm rằng này các gia chủ, có một số sa môn bà la môn nói những lời nói đối nghịch lại với các bà la môn kia. Các vị ấy nói rằng tự tay mình chém giết hay khiến người chém giết, đốt nấu hay khiến người đốt nấu, gây phiền muộn hay khiến người gây phiền muộn, gây ảo não, gây sợ hãi, sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối. Thì tất cả những cái hành động ấy sẽ để lại những cái ác nghiệp. Chắc chắn là sẽ có những cái ác nghiệp. Nếu như mà cái người nào lấy một bánh xe sắc bén giết hại chúng sinh trên cõi đất thành một đống thịt, thành một chồng thịt, thì do nhân duyên này là có tội ác, có gây ra sự tiếp tục của tội ác. Nếu có người nào đi đến bờ bên này sông Hằng, giết hại, tàn sát, chém giết, khiến người chém giết, đốt nấu, khiến người đốt nấu, thì do nhân duyên này mà gây ra sự tội ác và gây ra sự tiếp tục của tội ác. Nếu có người đi bên bờ bên kia sông Hằng, bố thí, khiến người bố thí, tế lễ, khiến người tế lễ, thì do nhân duyên này có phước báo, có tạo thành sự tiếp tục của phước báo. Bố thí điều phục, tự chế nói thật đều có phước báo, tạo thành sự tiếp tục của phước báo. Ngay trong hiện tại cũng sẽ tạo ra cái phước này, mà cái phước này ấy nó sẽ trổ ở nhiều đời nhiều kiếp về sau nữa. Nó là cái sự diễn tiến của phước này. Hay là cái người tạo ra cái tội lỗi ác nghiệp không những bị quả báo ở hiện tại mà còn bị quả báo ở trong tương lai nữa. Nó là sự diễn tiến của những cái ác nghiệp. Thì ở trên đời sẽ có những hai cái luồng tư tưởng như vậy, hai cái luận thuyết như vậy. Và cái người nào mà có cái luận thuyết thứ nhất nói rằng không có những cái quả báo của những cái ác nghiệp như vị ấy chém giết khiến người chém giết, đốt nấu khiến người đốt nấu, ấy, tàn sát chúng sinh vô số kể như vậy, mà không có một cái tội lỗi, không có ác nghiệp gì cả, thì những cái người ấy họ sẽ từ bỏ thân làm thiện, từ bỏ lời nói thiện và từ bỏ ý nghĩ thiện. Họ sẽ thành tựu được thân làm ác, lời nói ác và ý nghĩ ác. Bởi vì nó mất hết những cái động lực để khiến cho người ấy phải sống hướng thiện, mà nó sẽ tạo thành một cái động lực lớn để cho cái người đấy gây tội ác. Nên ở những cái người mà làm những cái ác nghiệp ở trên đời xưa nay, những cái tên trộm cắp, những cái tên cướp giật, những cái tên kẻ tội đồ, những cái tên những cái kẻ xấu xa nhất ở trên đời, những cái kẻ ác nhân tàn sát chúng sinh ở trên đời, thì xưa nay là những cái người mà không có niềm tin về nhân quả như vậy, không có niềm tin về có những cái nghiệp của những cái việc thiện và việc ác như thế, tức là người ta không tin có đời sau, thì người ta sẽ làm những cái việc tội lỗi
một cách vô tội vạ như thế. Nếu như họ có thể làm được cái việc tội lỗi gì, tức là không có từ một cái ác nghiệp gì mà người ta không làm. Cái người mà sống ở trên đời mà người ta mà bác bỏ đời sau thì không ác nghiệp gì mà người ta không dám làm. Người ta có thể tàn sát chúng sinh vô số kể như vậy, người ta cũng không cảm thấy ghê rợn, người ta không cảm thấy hổ thẹn về những tội lỗi, về những ác nghiệp. Họ không cảm thấy ghê sợ về những tội lỗi, về những ác nghiệp. Vì những người ấy, họ không thấy sự nguy hiểm gì ở trong những cái nỗi nầm, ở trong những ác nghiệp. Họ không thấy cái sự lợi ích gì ở trong những thiện nghiệp hết. Nên là những người ấy, người ta sẽ làm cái việc ác như vậy. Nhưng mà vì rằng có quả báo của những cái ác nghiệp ấy, cho nên cái người sống với tư tưởng không có quả báo của các ác nghiệp ấy thì đó là tà kiến. Họ suy nghĩ rằng không có quả báo của những ác nghiệp ấy thì đó là tà tư duy. Nếu họ nói rằng không có quả báo của những ác nghiệp ấy thì đó là tà ngữ. Vì rằng có quả báo của những ác nghiệp nên ai nói rằng không có quả báo của ác nghiệp thì đó là mâu thuẫn với các bậc thánh nhân. Tất cả các bậc thánh nhân xưa nay là luôn khuyến khích con người bỏ ác làm lành. Không có một cái bậc thánh nhân nào ra đời này khuyến khích con người bỏ việc này làm việc ác cả. Chỉ có những cái tư tưởng rất là tồi đồi bại ở trên đời, xấu xa ở trên đời, ác, những cái tư tưởng cực kỳ là tàn hại ở trên đời thì mới khuyến khích con người làm việc ác, từ bỏ những cái việc thiện như vậy. Còn các bậc thánh nhân thì chỉ ra cho con người thấy được cái sự nguy hiểm, sự hạ nhiệt, cái sự tai hại của những cái ác nghiệp, thấy được cái sự lợi lạc, sự lợi ích của những thiện nghiệp. Vì rằng có quả báo của những nghiệp thiện ác, nếu ai thuyết phục người khác là không có quả báo của những nghiệp ác thì sự thuyết phục ấy là chống lại cái chân lý, chống lại sự thật, chống lại những cái điều tốt đẹp ở trên đời. Nên là cái người ấy đang khuyến khích con người trở nên xấu xa, trở nên đồi bại, trở nên độc ác. Còn đấy là những cái tư tưởng bác bỏ đời sau, là cái tư tưởng đang khuyến khích con người trở thành những cái loài những cái loài muông thú. Tức là những cái loài muông thú ấy thì nó mới không tin có đời sau, mới sống nó chỉ biết sống ở hiện tại thôi, ngày hôm nay biết ngày này, đời này biết đời này, không lo gì cho đời sau hết, không cần biết ngày mai như thế nào. Thì đấy là những cái loài hoang dã, những cái loài dã thú, những cái loài rất là hạ nhiệt thấp kém ở trên đời thì mới bác bỏ đời sau. Còn những bậc thánh nhân ở trên đời thì là luôn luôn tuyên thuyết có đời sau, vì người ta có tin rằng có đời sau thì họ mới sống hướng thiện, họ mới làm việc thiện, họ mới từ bỏ việc ác. Như vậy thì trước khi thiện giới của người ấy bị từ bỏ, ác giới người ấy được chấp chỉ. Tức là cái người bác bỏ về cái quả báo của ác nghiệp ấy, tà kiến, tà tư duy, tà ngữ và đối nghịch lại tư tưởng của các bậc thánh nhân, sự thuyết phục chống lại chân lý, chống lại sự thật, người ấy sẽ khen mình chê người. Như vậy các ác bất thiện pháp sai biệt này khởi nên do duyên tà kiến ấy. Còn ở đây này các gia chủ, có những người suy nghĩ như sau, những cái không có tác dụng, vị thời vị này sau khi thân hoại mạng chung tự ngã cảm thấy an toàn, còn nếu như có tác dụng, thời vị ấy thân hoại mạng chung sẽ sinh vào cõi dữ ác thú đọa dưới địa ngục. Nếu cái người bác bỏ về cái quả báo của những cái nghiệp ác nghiệp ấy, nếu như mà thật sự là nó không có đời sau thì vị ấy sẽ được an toàn. Còn nếu như thật sự nó có đời sau thì chắc chắn cái người sống với cái tư tưởng ấy sẽ đọa vào địa ngục, đọa làm súc sinh, đọa làm ngã quỷ. Còn và cái người sống với cái tư tưởng không có quả báo của các ác nghiệp ấy thì ngay trong hiện tại với cái cách sống ấy, với cái tư tưởng ấy, với cái hành động ấy, họ sẽ tạo ra rất là nhiều sự khổ đau, tạo ra rất nhiều sự hỗn loạn, tạo ra rất là nhiều sự nguy hiểm cho bản thân mình và cho những người khác. Họ sẽ là những người bị phỉ báng, bị chê bai, bị khinh thường và đáng bị loại bỏ ở trên thế gian này. Nếu đấy là
Còn khi chết rồi thì họ sẽ còn bị đọa vào những cõi khổ đau như vậy. Thì cái người sống với tư tưởng nghĩ rằng không có cái quả báo của các ác nghiệp ấy, thì ngay cả đời hiện tại này họ cũng bất hạnh, và khi chết rồi họ cũng còn lại còn chịu những cái quả báo bất hạnh lớn hơn rất nhiều. Vậy thì cái tư tưởng ấy là cái tư tưởng rất là nguy hiểm, là cái tư tưởng đem lại cái sự khổ đau ngay tức thì, nếu như cái người nào sống với cái tư tưởng cho rằng không có quả báo của cái ác nghiệp ấy. Thì cái tư tưởng ấy mà không được buông bỏ thì họ sẽ tự mình đi vào những cái con đường tối tăm, con đường đau khổ ở cả hiện tại và tương lai. Họ sẽ gặp bất nợ ở cả hai cái đời sống, ở cả hiện tại và tương lai như vậy.